Những ký ức về Lenin, người lãnh đạo nhân dân Nga thành lập nên nhà nước công đông đầu tiên trên thế giới, đã được lưu giữ tại chính ngôi nhà này. Ngôi nhà số 70 phố Lenin, địa chỉ nổi tiếng nhất đối với mỗi người dân Nga và các du khách khi đến thành phố Ulyanovsk, quê hương của vị lãnh tụ vĩ đại. Ngoài trừ vỉa hè gỗ được thay bằng chất liệu bê tông, còn lại mọi thứ của ngôi nhà vẫn nguyên vẹn như trước. Tất cả đều được bảo tồn rất tốt, kể cả tấm biển đề tên nhà. Nhà lưu niệm vẫn mở cửa đón khách tham quan hàng ngày, đặc biệt là các đoàn học sinh ở lứa tuổi giống như Lenin khi còn sống ở đây, để tìm hiểu về di sản của người. Ngoài nhà lưu niệm, trong thành phố Ulyanovsk còn có khu lưu niệm lớn gồm bảo tàng và ngôi nhà thuê, nơi vị lãnh tụ được sinh ra và sống năm đầu tiên của cuộc đời. Tất cả đều được bảo tồn và trở thành nơi lưu giữ các tư liệu lịch sử quý giá về vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản.